Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Bây giờ đó là gần như là 9 giờ tối giờ Cali ngày 18 tây tháng 11 năm 2021. Ở Việt Nam đó hôm nay chúng ta đã bước qua ngày thứ sáu ngày 19 tây tháng 11 rồi và man oh man hôm nay chúng ta thấy được là giá của BTC tiếp tục có cái xu hướng là đi xuống và cái giá thấp ngày hôm nay đó là khoảng 55.720 là cái giá mà những bạn nào mà theo dõi Peter Brand ở trên uh, Twitter đã cũng đã thấy là Peter Brand nghĩ là 55.000 sẽ là cái mức giá mà đáy của cái đợt điều chỉnh này thì bây giờ các bạn thấy là giá BTC đó là 56.173 thì đừng zoom vào để các bạn thấy rõ hơn đó là trong cái đợt điều chỉnh này chúng ta tính từ cái đỉnh luôn đi tính từ cái đỉnh là 69.000 đô và cái mức 69.000 đô này đó có thể là nhiều bạn có thể đã quên nhưng mà chúng ta chỉ thấy cái mức cao chỉ là Cách đây có 8 ngày mà thôi, ngày 10 tây tháng 11 thì từ cái mức đó đó cho đến cái thời điểm của cái giá thấp ngày hôm nay, có nghĩa là khoảng 55.700 đô đó thì chúng ta thấy được là giá BTC điều chỉnh khoảng chừng là 19,4%, có nghĩa là chúng ta vẫn chưa điều chỉnh tới 20% nữa. Có thể là nhiều bạn cảm thấy là điều chỉnh như vậy là quá đủ rồi, nhưng mà thường các bạn thấy là BTC hoàn toàn có thể là điều chỉnh nhiều hơn có thể là 25, có thể là 30% là một điều chúng ta cũng thường hay thấy rồi. Cái này cũng chưa phải là sâu lắm đâu. Tại vì các bạn thấy là giá BTC đó càng cao thì cái phần trăm điều chỉnh cũng như vậy nhưng mà cái giá tiền nó sẽ cao hơn. Tại vì các bạn thấy là cái giá của BTC nó cao, có nghĩa là 10% của 69.000 đô đã là 6.900 đô rồi. Có nghĩa là một ngày mà BTC điều chỉnh 10% đó là điều chỉnh 6.900 đô. Có thể nhiều bạn đã quên, năm ngoái đó, năm 2020 thì BTC đó Bitcoin giá chỉ có là 3.000 mấy trăm đô mà thôi, đúc hồi tháng 3 của năm ngoái. Cho nên các bạn thấy được là trong một ngày cái giá của BTC di chuyển nó còn có thể hơn cái giá của BTC năm vừa rồi nữa. Thì nói tới đây rồi chúng ta đương nhiên thấy được tình hình là giá cả của bitcoin có sự điều chỉnh thì cả thị trường là màu đỏ và đây là một điều mà nhiều người cũng đã nhận ra được rồi nhưng mà nào mà ở thị trường này lâu năm thì điều cũng nó bình thường mà thôi nhưng mà không biết là thường chúng ta có những bạn mới đó thì khi mà thường chia sẻ thì các bạn sẽ không hình dung được tại sao mà bitcoin xuống tất cả những đồng khác đều đi xuống theo tại vì các bạn thấy được là những đồng này đó nó có cái hệ sinh thái tốt là những đồng có cái nền tảng có những dự án thì tại sao lại đi theo xuống của btc thì các bạn thấy được là tại vì btc bây giờ vẫn là đồng có vốn hóa mạnh và cộng đồng mạnh cho nên thị trường vẫn tiếp tục sau bao nhiêu năm đi theo xuống của btc thì đương nhiên chúng ta thấy là cũng có một số đồng có cái sự tăng trưởng như là các bạn thấy lượng mana nghe đó là một màu xanh ngày hôm nay nhưng mà đó là ngoại lệ mà thôi phần lớn các bạn thấy được là một màu đỏ ở trên thị trường và chúng ta nhìn vào cái sự xuống giá đi hôm nay đó thì chúng ta thấy được là giá của BTC đi xuống tổng cộng là 6,4% các bạn thấy được là Ethereum thì xuống cũng tương tự là 5,7% đồng Binance Coin đồng BNB đó thì xuống là 7,7% và chúng ta thấy những đồng khác đó như là Solana, Cardano, XRP thì cũng có cái xu hướng đi xuống cùng với BTC mà thôi các bạn thấy được trong vòng 24 giờ qua đó thì tăng chiếu mạnh chúng ta thấy là vẫn là những đồng liên quan đến cái thể Metaverse như là các bạn thấy được là Decentraland tăng 19% mà một tuần qua đó, Decentraland, đồng mana đã tăng 57% rồi Và Sandbox là tăng 14%, 7 ngày qua đã tăng 76% rồi Và Engine Coin thì tăng 9,7% trong vòng 24 giờ qua Cái ba hôm này đều có cái sự liên quan đến Metaverse thì chúng ta thấy đã bây giờ đây là những cái đồng mà ngoại lệ các bạn thấy những đồng mà đi xuống mạnh đó, là những đồng mà cách đây chỉ là bài tuần thôi nhiều bạn rất yêu thích và mong muốn có thể mua được với cái giá tốt hơn thì các bạn thấy là bây giờ chúng ta thấy những đồng như là Alorand đã xuống 28% trong vòng một ngày qua Kadina xuống 16% trong khi bảy ngày qua Kadina đã xuống là 20% rồi Kucoin à, cool cũng xuống, Phantom cũng xuống nhưng mà các bạn thấy là nếu nói ngày hôm nay đó xuống thì đương nhiên là có nhưng mà cái phần trăm xuống nó thì cũng không có mạnh như là những ngày trước đây các bạn thấy được 16 4% thì cũng là cái phần trăm xuống mà chúng ta thường thấy đối với những cái altcoin mà xếp cái hạng cao hơn như là 60 70 thì nói tới đây đó các bạn thấy được là ngày hôm nay thì uh, cuối cùng thường cũng đã mua thêm một số đồng ngày hôm nay những đồng nào thường nó mua thì những đồng thường nó mua ngày hôm nay đó thường không có mua thêm bitcoin ethereum hay là bnb tại vì đối với thường đó cái sự phân bổ đó đối với lại bitcoin Ethereum và BNB nó đã khá nhiều rồi cho nên thường muốn phân bổ thêm và thường mua thêm những đồng như là Solana, Cardano và Polkadot ngày hôm nay. Đó là cái quy định thường thôi các bạn có đi shopping à, trong cái đợt xuống giá hay không? Nếu có các bạn hãy comment ở bên dưới. Thì nói tới đây có phải là chúng ta thấy hôm nay có thông tin gì xấu hay không? Chứ tại sao mà giá cả lại tiếp tục đi xuống nữa? Thì nói tới cái tin tức đó các bạn sẽ được chúng ta không có một cái tin tức nào gọi là xấu hết, thậm chí có nhiều tin tức nó cũng khá là lạc quan như là các bạn sẽ được là thông tin thường chia sẻ đó là bây giờ đó có tổng cộng đó là khoảng chừng là 10 dân biểu đã viết một lá thư cho Nancy Pelosi, chủ tịch hạ viện để mà bày tỏ cái sự quan ngại của mình về định nghĩa nhà môi giới trong gói hỗ trợ cơ sở hạ tầng. Các nhà luật lập pháp đó tin đó là cái luật ở trong cái gói cơ sở hạ tầng đó liên quan tới định nghĩa nhà môi giới của chuyện crypto có thể cản trở cái phát triển của ngành công nghiệp crypto hiện bây giờ thì đây là cái thông tin mới nhất và đương nhiên điều này cũng không có gì là lạ trong khi mà các bạn thấy được mấy ngày qua thì có rất nhiều những nghị sĩ sốt sắng như chúng ta nói tới Ted Cruz ngày hôm qua chúng ta nói tới nghị sĩ Cynthia và rất nhiều những người khác cũng lên tiếng chống lại cái định nghĩa nhà môi giới này thì bây giờ thông tin này đã thường qua đã chia sẻ khá nhiều rồi thực sự mà nói là sự ảnh hưởng hiện bây giờ là không có tại vì cái luật liên quan tới là khai báo danh tánh của một số người trong thị trường crypto này đó. Trong cái dự luật cơ sở hạ tầng này đó áp dụng là thu nhớ là năm 2024. Còn thời gian dài nhưng mà cuộc chiến đã bắt đầu rồi. Rất nhiều người lên tiếng là ủng hộ để mà thay đổi định nghĩa đó để mà hỗ trợ thị trường crypto. Đây cũng là một tin tức gọi là lạc quan chứ không phải là xấu. Kế tiếp nữa thì lại có thêm một tin tức nữa. Đây là cái thông tin à, liên quan đến là tạp chí Times thì tạp chí Tham một tạp chí rất là nổi tiếng như bạn con đã biết rồi thì cái thông tin này nói đó là tạp chí Tham họ sẽ lưu trữ Ethereum ở trong ngân sách kế toán của mình dưới sự hợp tác với là công ty Galaxy Digital tập trung vào cái hệ Metaverse thì điều này nghĩa là sao? Điều này nghĩa là đó, bây giờ tạp chí Tham họ sẽ có một phần gọi là Tham 100 công ty lĩnh vực Metaverse Nghĩa là họ sẽ có thêm một phiên bản nói về những công ty trong lĩnh vực Metaverse Và cái phiên bản này đó đương nhiên là được trả tiền và đây là sự hợp tác giữa tạp chí Tham và Galaxy Digital và họ sẽ nhận cái thu lao của họ bằng cái Ethereum có nghĩa là thay lấy tiền mặt họ sẽ lấy Ethereum và hơn thế nữa không phải là họ chỉ nhận Ethereum rồi họ bán Ethereum của mình họ đã đồng ý là lưu trữ Ethereum trong ngân sách của họ coi như là cái sự ủng hộ đối với thị trường Metaverse này các bạn thấy được là chúng ta đừng ngủ quên đối với lại Ethereum Ethereum là lớn thứ nhì nhiều bạn có thể là thấy là Ethereum giá cũng đã cao rồi đi tìm kiếm những cái hệ thống nó nhỏ hơn và có giá tốt hơn vốn hóa nhỏ hơn nhưng mà các bạn nên thấy là Ethereum vẫn là một triệu đồng mà được ủng hộ rất là lớn đến từ cái thế giới đầu tư cũng như là các bạn thấy những công ty đó bây giờ ngoại trừ lưu trữ uh, Bitcoin những công ty cũng có thể lưu trữ Ethereum và đặc biệt các bạn thấy ngày hôm nay là tạp chí Tham thì đây là những cái thông tin mà nổi bật ngày hôm nay thì các bạn đã thấy được là không thông tin này gọi là xấu hết á, thì tại sao giá cả lại đi xuống nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và trong cái video ngày hôm nay đây chúng ta có một nhà tài trợ đó chính là một cái dự án có tên là the parallel thì cái thông điệp mà nhà tài trợ ngày hôm nay muốn thùng mang đến cho các bạn đó là khi mà các bạn nhìn vào The Parallel thì dự án này mang tầm nhìn của một nền tảng công nghệ Metaverse bởi dự án đề cao của sự tự do sáng tạo và trải nghiệm. Nhìn vào cái uh, lộ trình phát triển đó, cái roadmap của dự án thì các bạn cũng có thể thấy là trong quý 4 của năm 2021 này thì The Parallel đang ở giai đoạn xây dựng trò chơi nền tảng và cái giai đoạn mở đầu cho cái thế giới The Parallel thì NFT đó trong cái đợt parallel này đó gọi là Paragon và người chơi đó sẽ sử dụng các vật liệu để mà tạo ra các cái uh, Paragon của riêng mình thì mỗi cái Paragon đó sẽ có một tính năng độc đáo riêng để thể hiện cá tính riêng biệt của người chơi tùy vào khả năng và cái sức sáng tạo của mỗi người chơi đó thì Paragon của mỗi bạn sẽ là độc nhất và các bạn có thể kiếm lợi nhuận từ đó bằng cách là cho thuê, mua hoặc bán Paragon của mình thì vật liệu để tạo nên Paragon đó trong game gọi là các runes và được định hình dưới cái dạng hình khối đây cũng chính là cái vật liệu cấu tạo nên vũ trụ của The Parallel và có thể tìm thấy ở bất cứ nơi đâu ngoài ra đây thì Green còn được dùng để mà đúc những công cụ vũ khí dùng đất và cơ sở hạ tầng người chơi đó thì có toàn quyền tự do trong việc tạo ra các vật liệu của riêng họ ở trên The Parallel thì điểm nổi bật đó chính là nó có cái cơ chế gọi là enjoy to earn thì có nghĩa là thưởng thức để kiếm tiền cái khái niệm này đó thì khác với khái niệm mà các bạn đã thường nghe đó chính là cái cơ chế play to earn trong khi đó Play to Earn là cơ chế cung cấp lợi ích tài chính cho tất cả người chơi Thì những người tham gia đó họ tăng giá trị bằng cách là đóng góp và sinh thái trò chơi Thì Enjoy to Earn đó, thưởng thức để là kiếm lợi nhuận đó lại là cơ chế cung cấp cho người chơi toàn quyền sở hữu tài sản Và trao quyền cho họ để mà họ gia tăng giá trị bằng cách là tích cực chơi trò chơi đây chính là cái cốt lõi của mô hình kinh doanh gọi là thưởng thức để kiếm tiền thì The Parallel đó cũng sở hữu một cái đội ngũ chuyên môn và coi đội core team đó có kinh nghiệm và thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau như là anh CCO Bùi Bá Hiến là CEO của Box Studio mà có thể nhiều bạn cũng đã nghe nói rồi đặc biệt là đây là một dự án Metaverse đầu tiên ở Việt Nam nên team của dự án cũng là người Việt và các bạn có thể dễ dàng check được thông tin để mà tìm hiểu thêm The parallel đó cũng là quy tụ các đối tác lớn có tên tuổi như các bạn có thể nhìn thấy ở trên màn hình trong đó chúng ta có thể kể đến là Kyber là một quỹ lớn về blockchain và đương nhiên họ cũng kết nối mạnh mẽ với các quỹ khác và không chỉ riêng là quỹ việt nam mà cũng có quỹ ở quốc tế và đây là những cái thông tin đến từ cái sponsor của video ngày hôm nay đó chính là The parallel. nhưng mà nào mà muốn tìm hiểu thêm thì có thể bấm vào cái liên minh dưới để các bạn có thể tìm hiểu thêm những thông tin liên quan tới dự án này thì trước khi mà thường nói về cái điều đó đó thì có một cái thông tin được chia sẻ rất là nhiều ở trên những mạng xã hội mà thường muốn chia sẻ với các bạn rất là thú vị. Đây là một trong những cái biểu đồ liên quan đến thông tin này mà thôi có rất nhiều người vẽ cái biểu đồ tương tự. Đây là cái biểu đồ liên quan đến trăng tròn, có nghĩa là cái chu kỳ trăng khuyết đến trăng tròn đó. Thì hiểu biết cái đơn giản đây là giá cả của BTC. Thì các bạn thấy là người này và rất nhiều người cũng đưa ra cái sự tương tự đó chính là mỗi lần mà chúng ta thấy là có cái à, uh, tròn đó thì chúng ta thấy được là giá cả lại có sự điều chỉnh rồi sau đó tăng lên giá cả có sự điều chỉnh ở uh, full moon á, trăng tròn lại tăng lên các bạn thấy được đây điều đã xảy ra hồi tháng 2 đây đều đã xảy ra hồi cuối tháng 3 đây đều đã xảy ra hồi cuối tháng 4 đây đều xảy ra hồi khoảng chừng là cuối tháng 5 và các bạn thấy là tiếp tục cuối tháng 6 rồi tới cuối tháng 7, rồi tới cuối tháng 8 rồi tới cuối tháng 9 và thậm chí các bạn thấy được là khoảng chừng là ngày 19 tây tháng 10. Bắt đầu chúng ta cũng thấy có cái sự điều chỉnh đi xuống và đây là biểu đồ đã giả trước đó rồi các bạn thấy được là người này không biết được là tương lai ra sao nhưng mà khi mà hồi ấm nút play này đó, đây chúng ta thấy là những cái giá mới hơn đó thì các bạn thấy được là chúng ta cũng thấy là cái xu hướng đi cũng giống như vậy. Thì mỗi lần mà tới cái ngày trăng tròn thì giá cả lại điều chỉnh Đó là điều mà được nêu ra trong những biểu đồ tương tự này Và lần kế tiếp chúng ta có trăng tròn là khi nào Thì các bạn thấy được khi mà thường nhìn vào cái lịch trăng đó Thì ngày kế tiếp chúng ta có trăng tròn của năm 2021 này là Tính theo ngày của Hoa Kỳ Đó chính là ngày 19 tây tháng 11 Khoảng chừng là 4 giờ sáng Có nghĩa là sáng ngày mai đó Đó chính là ngày chúng ta sẽ thấy trăng tròn nữa Thì có phải chúng ta phải đợi cho đến khi nào mà cái chăn tròn nó qua rồi chúng ta mới có sự hồi phục hay là không thì các bạn hãy comment bên dưới tại sao lại có hiện tượng này xảy ra thì các bạn thấy được là không phải cái gì tương quan với nhau cũng là cái hệ nhân quả nghĩa là cái sự tương quan này có thể chỉ là một sự tương quan trùng hợp mà thôi nhưng mà lại có một cái sự trùng hợp nhiều như vậy hay là sao các bạn hãy comment bên dưới các bạn nghĩ tại sao lại có hiện tượng này xảy ra có phải là một cái sự trùng hợp nhưng mà tại sao lại trùng hợp nhiều lần như vậy nhưng mà điều kế tiếp đó thường muốn chia sẻ với các bạn đây là cái thông tin mà thú vị hơn đối với thuận là thông tin chia sẻ với Willy Wu thì Willy Wu không nói rõ là làm cái nào để mà vẽ được những cái dòng tròn màu xanh và màu đỏ này nhưng mà hiểu một cách đơn giản đó màu đỏ và màu xanh này là đại diện cho hai điều liên quan đến những nhà đầu tư dài hạn thì những nhà đầu tư dài hạn đó nếu như mà họ bán nhiều sẽ là cái dấu chấm màu đỏ nếu như mà họ mua nhiều sẽ dấu chấm màu xanh thì các bạn thấy là tình hình bây giờ Woody Woo à, đã nêu ra được đó là chúng ta thấy là bây giờ có dấu hiệu là những nhà đầu tư dài hạn thu mua bitcoin ở thời điểm hiện tại và chúng ta cũng đã thấy những cái hiện tượng như là gần đây đó giá cả xuống nhưng mà chúng ta thấy là btc không có nạp lên trên sàn mà chúng ta còn thấy dấu hiệu là rời khỏi sàn nữa và nói tới đây đó chúng ta thấy được là trước đó những đợt mà những cái dòng màu đỏ này đó nó mạnh là thời điểm như là giữa tháng tư mới đây và nói tới À, cái số lượng mà btc đó thì các bạn cũng nên nhìn vào một tài liệu khác nữa mà thường để chia sẻ trên những mạng xã hội đây là cái tài liệu zoom vào rồi zoom vào để các bạn thấy rõ hơn là những cái thời gian gần đây là tính theo giờ đó thì cái đường màu trắng này là giá cả của btc cái đường màu xanh này đó là đại diện cho cái số lượng giao dịch đẩy đầu ổn định đến những cái sàn không phải là cái số lượng động định được đẩy mà cái số lượng giao dịch đẩy động định lên những cái sàn thì chúng ta thấy là trong khoảng thời gian là 3 giờ qua đó là có dấu hiệu là tăng lên tại sao vậy tại vì đây có thể là dấu hiệu là nhiều người cảm thấy được là bây giờ đó BTC điều chỉnh cũng đã là khoảng chừng là gần như 20% rồi chúng ta nhìn vào những cái coin lớn đó các bạn thấy là cũng có sự điều chỉnh là nhiều khi còn hơn số đó nữa cho nên khi nhiều người nghĩ đây là cái khả năng tốt để mà có thể tích lũy thêm cho nên đây có thể là dấu hiệu là có nhiều nhà đầu tư họ đẩy đồng định lên trên sàn để mà thu mua crypto đây là điều mình cũng đã từng chia sẻ rồi và trong những ngày mà chúng ta thấy là giá cả đi xuống màu đỏ như gì đó thường đây là cái dấu hiệu là chúng ta đã sắp sửa có những cái sự hỗ trợ đến rồi Chính mình thường đã chia sẻ thông tin này hồi lúc đó giá bình là khoảng 55 ngàn như là thường đã đăng ở trên những cái mạng xã hội là nhiều giao dịch đẩy đầu ổn định lên sàn trong những ngày giá xuống thường là dấu hiệu giá sắp được hỗ trợ. Thì tại sao mà giá cả đi xuống thì chúng ta thấy là cũng không có gì ngoài trừ những gì mình thường đã chia sẻ trước đây. Hôm nay cũng như là ngày hôm qua cũng không có thông tin gì gọi là nổi bật dẫn đến là giải thích được tại sao giá cả đi xuống. Chúng ta cũng đã biết là cách đây khoảng chừng là 3 ngày hay là 4 ngày trước đây thì chúng ta đã bắt đầu cái đợt đi xuống này ra với một loạt những cái lệnh lon bị thanh lý. Như bà có đã nhớ là con sinh thanh lý lên tới là hơn 500 triệu trong thời gian chỉ có 4 giờ mà thôi. Và đương nhiên đó là hiện tượng dẫn đến long squeeze, có nghĩa là nhiều lượng long bị thanh lý, dẫn đến giá đi xuống, dẫn đến thêm nhiều lượng long bị thanh lý, dẫn đến giá đi xuống thêm và sau đó đó chúng ta lại thấy hiện tượng là có rất là nhiều những cái người mà đang có lời trong thị trường này đó chúng ta chỉ nói riêng BTC thôi tại vì đây là cái tài liệu mà đáng tin cậy hơn và các bạn cũng đã biết là nói tới Bitcoin thì cả thị trường này đều đi theo cùng một xu hướng mà thôi thì chúng ta đã thấy là một thời gian dài có thể nói được là từ khoảng chừng giữa tháng 10 tới bây giờ đó đây là cái tài liệu liên quan tới có bao nhiêu BTC đang có lời dựa theo class no, thì chúng ta thấy là cái phần trăm nó rất là cao, thậm chí các bạn thấy là những lúc như là giữa tháng 10 hay là chúng ta nói tới là ngày 8 tây tháng 11, ngày cái tây 10 ngày thôi, cái số lượng BTC có lời đó là lên tới cái mức là 99%, thì chúng ta lúc nào cũng đã nhìn vào thông tin này và lúc nào thì cũng muốn các bạn có một cái sự chuẩn bị là khi mà chúng ta thấy có nhiều BTC có lời như vậy đó thì sẽ dẫn đến là hiện tượng chốt lời có thể xảy ra bất cứ khi nào có thể là các bạn nghĩ là giá cả sẽ tiếp tục tăng tiếp tục tăng nhưng mà thường thì lúc nào cũng muốn chia sẻ là các bạn cần phải có cái sự chuẩn bị và điều chỉnh là điều rất bình thường mà thôi để chúng ta có thể tiếp tục có cái nền tảng vững chắc hơn chứ không phải là cái gì gọi là xấu hết như bạn nói là đương nhiên khi mà giá cả của BTC tăng đó thì sẽ có nhiều người có lời điều này cũng bình thường mà thôi nếu như mà thường nói là thường thích là cái chỉ số này khoảng chừng là 85% đó thì làm sao mà chúng ta thấy giá lên được không phải đâu cái mà các bạn muốn thấy đây đó là một cái sự cân bằng của cái sự tăng trưởng và cái biểu đồ này có nghĩa là bất cứ một biểu đồ nào nó đều đi theo một cái định luật toán học thì các bạn muốn là giá cả giống như là tăng lên ba bậc rồi phải có ít nhất là một tới hai bậc điều chỉnh rồi sau đó mới tăng lên ba bậc rồi mới có một hai bậc điều chỉnh thì đó mới là cái sự lên bền vững và chúng ta thấy được là khi chúng ta có nhiều BTC có lợi như vậy đó mỗi lần mà chúng ta thấy những cái dấu hiệu như là long suy xảy ra giống như là cách đây khoảng chừng là ba bốn ngày khi mà có nhiều lần long mình thanh lý đó thì sẽ dẫn đến là nhiều người có lời họ có thể cảm thấy là bây giờ an toàn hơn là chốt lời một phần thì chúng ta sẽ thấy được là khi mà có một số người chốt lời thì một số người khác cũng sẽ chốt lời theo tại vì sao tại vì rất nhiều người đang có cùng một vị thế khi mà họ lưu trữ BTC trong vòng mấy tháng qua mà dẫn đến là có lãi tại vì BTC đã lên tới là 99% dựa trên Classno là đang có lời thì sẽ dẫn đến là chúng ta thấy là giá cả sẽ có cái sự điều chỉnh đi xuống nữa dẫn đến là những người bạn mới đó tham gia vào khi mà mới vừa vào đó thì cảm thấy là bây giờ thị trường này là, là chắc chắn hơn 100 ngàn chắc chắn hơn 200 ngàn trước hết không bao giờ chắc chắn hết các cái bạn thấy được là có thể là các bạn vào mua BTC ở những mức như là 65 000 rồi tới 69 000 Rồi các bạn thấy được là giá nó lại rớt rất nhanh xuống chỉ còn có 63 000 62 000 Thì nhiều bạn lại rất là hoảng loạn và lo sợ dẫn đến giá xuống thêm. Khi mà chúng ta nhìn vào những cái comment đó, trên những mạng xã hội cũng như là trên những cái video thuận đăng gần đây đó. Các bạn sẽ thấy được là rất rõ ràng là có hai cái nhà đầu tư khác nhau. Một loại nhà đầu tư đó là đang nước hoang mang lo sợ hiện bây giờ tại vì cái vị thế là vô gần đây. Các bạn thấy được là BTC chỉ mới đạt cái đỉnh mới cách đây chỉ có khoảng chừng 10 ngày mà thôi. Và đương nhiên có rất nhiều bạn đã theo dõi à, kênh này lâu năm thì họ đã có một cái phần lãi ấn định cũng như là nhiều bạn cũng đã trông chờ một cái đợt điều chỉnh xuống để mà mua thêm. Cho nên cái sự comment nó sẽ khác nhau. Và chúng ta thấy là ngày hôm nay đó thì cuối cùng cái đường màu vàng này đã chịu rời khỏi cái vùng màu đỏ và cái mức bây giờ là bao nhiêu cái mức bây giờ là cái mức mà thuận thích thấy là dưới 85 phần trăm thì nhiều bạn nói là thuận cư nói 85 phần trăm hoài cuối cùng điều đó cũng đã xảy ra là xuống dưới 85 phần trăm đó mới là cái phần trăm tốt để chúng ta có một cái nơi uh, vững chắc để có thể tiếp tục tăng lên thuận hôm qua cũng mới nói với các bạn là 80 lúc mà 88 phần trăm nên cũng đã nói với bạn là thường muốn thấy nó xuống thêm một chút nữa để chúng ta có thể thấy là dưới 85 phần trăm và điều đó đã xảy ra ngày hôm nay thường đã chia sẻ với các bạn thì BTC có phải là sẽ không xuống nữa hay không thì nhưng không ai biết được cái mà thường có thể chia sẻ với các bạn là cái xác suất bây giờ đó thì cái vị thế bây giờ đó đã tốt hơn cách đây mấy ngày rất là nhiều rồi những gì mà chúng ta muốn thấy cũng đã xảy ra và tiếp tục đó thì cái thông tin cũng như là những thông tin thường chia sẻ với các bạn mấy ngày hôm nay mà thôi đó chính là cái tài liệu liên quan đến cái số lượng BTC nạp vào và rút ra thì tính theo giờ đó các bạn thấy được là ngày hôm nay thì chúng ta có thể là có cái sự cân bằng giữa BTC nạp vào rút ra nhưng mà cái mà thùng muốn cho các bạn thấy dài hạn hơn đó là trong cái đợt mà đi xuống giá này các bạn thấy đường màu trắng này là giá thì chúng ta thấy là cái số lượng BTC là rời khỏi nhiều hơn là nạp vào trong vòng mấy ngày qua đó mới là điều mà thùng muốn mang đến cho các bạn cũng như là chúng ta nhìn vào Ethereum đi đây là tính theo giờ thì các bạn thấy hôm nay là khả năng vẫn là có thêm Ethereum rời khỏi nhiều hơn là nạp vào và chúng ta nhìn vào ngày đi thì xu hướng các bạn cũng thấy là cũng như vậy mà thôi giá cả đi xuống đường màu trắng này đi xuống nhưng mà các bạn thấy là bên dưới này đó là cái thanh là chỉ xuống mỗi thanh là một ngày có nghĩa là có nhiều ether rời khỏi thì như là thường chia sẻ với các bạn dài hạn các bạn thấy được là cái xu hướng không thay đổi bitcoin và ethereum càng ngày càng ít đi trên sàn và mặc dù giá cả đi xuống chúng ta vẫn tiếp tục thấy là không có thêm BTC và Ethereum nằm trên sàn nhiều có nghĩa là cái sự lo sợ đó không có phải nhiều như các bạn nghĩ cái sự mà quản lo trên thị trường cũng không có nhiều như các bạn nghĩ chỉ là đối với một số à, những bạn mới mà vào với cái vị trí không tốt mà thôi và cái điều mà thường đã chia sẻ trước đây với các bạn đó mà được nói từ bởi Willy Wu nhà phân tích on chain nổi tiếng đó đó chính là một trong những điều mà lo ngại bây giờ đó ngoại trừ là các bạn thấy là đương nhiên cái thông tin mà nhiều bạn lo ngại là liên quan đến chúng ta vẫn còn khá là nhiều những cái lệnh futures mặc dù đã có một số bị thanh lý là cái đường màu xanh này đó có xuống đi xuống nghĩa là có nhiều lệnh bị thanh lý nhưng mà chúng ta chuyển qua nhìn vào biểu đồ ngày đi các bạn thấy được là vẫn còn rất nhiều lệnh nhưng mà khác cái ngày hôm qua là chúng ta thấy được là cái phần trăm mình không có lời đã giảm xuống dưới 85 phần trăm nghĩa là hôm nay tình hình mặc dù giá xuống nhưng mà trên căn bản thường cảm thấy là tốt hơn so với ngày hôm qua và trở lại với cái tầm nhìn của Willy Wu đó thì một trong những điều ngoại trừ chúng ta nói tới futures À, những lệnh đó bây giờ vẫn còn nhiều đó thì Willy Woo nghĩ là thị trường nó bây giờ vẫn còn rất là nhiều người tham lam nghĩa là sao nghĩa là chúng ta có thấy cái sự tham lam đó thông qua là mỗi lần mà tình hình trở nên lạc quan một chút đó thì lại có hiện tượng là các bạn thấy là từ cuối tháng 9 tới bây giờ đó cái đường màu trắng này tăng lên như là giá tăng lên nhưng mà cộng vào đó là các bạn thấy là cái đường màu xanh này cũng tăng theo nghĩa là có rất nhiều lệnh futures được mở ra trên những cái sàn những cái lệnh đòn bẩy đó thì đương nhiên các bạn thấy được điều này, thường chia sẻ với bạn điều này thì đương nhiên những cá voi, những người mà muốn làm giả thị trường cũng thấy được điều này và họ sẽ có cách để mà tính toán làm sao để cho gây cái sự lo sợ của thị trường dẫn đến là thanh lý những cái lệnh này cho đến khi nào mà Mọi người không còn lạc quan nữa Cho đến khi nào mọi người chán nản Cho đến khi nào mà không còn nhiều người tham lam Thì lúc đó giá cả mới thật sự là có cái sự tăng trưởng mạnh Làm cho mọi người bất ngờ Cũng giống như là các bạn thấy được là Thời điểm mà giá cả của BTC đó lần đầu tiên Lên tới 65.000 Rồi sau đó xuống còn 29.000 đó Lúc mà giá của BTC từ 60 đến 65 đó Là lúc đó có rất nhiều người mới tham gia vào Và thị trường rất là ồn ào Không phải như là bây giờ cách đây một tuần đó là BTC đó là có cái định mới nhưng mà cái sự mà ồn ào hay hưng phấn cũng không có như là các bạn thấy là cách đây 3 4 tháng và lúc mà cái giá cả đi xuống từ 65 còn 29 đó, trong thời gian đó hè của mới đây thì rất nhiều người đã rời khỏi trường này và rất nhiều người đã mất cái lòng tin và đương nhiên sau đó thì như nào sau đó thì trường này làm cho các bạn bất ngờ là giá cả đã tăng lên cho nên cho đến khi nào thị trường nó bớt lạc quan thì chúng ta mới thấy một cái sự tăng trưởng mạnh làm cho mọi người bất ngờ. Đó là một trong những điều mà các bạn nên để ý đến. Và một điều khác nữa liên quan tới Ethereum đó, đây là một cái biểu đồ được chia sẻ bởi Rao Paul. Rao Paul trước đây là cựu CEO của ngân hàng đầu tư Goldman Sachs, bây giờ là CEO của Realvision Real Vision. Thì đây là cái biểu đồ mà có hai cái đồng khác nhau trên đó. Thứ nhất là chúng ta nói tới là đồng BTC là cái đường mà màu trắng các bạn nhìn thấy trên màn hình. Thứ nhì là chúng ta nói tới cái đường màu xanh đó, đường màu xanh này đó chính là cái xu hướng giá của Ethereum trong đợt này so với lại Bitcoin năm 2017 thì nhìn vào cái góc cạnh nào đó, Ethereum đi theo một cái xu hướng rất giống như là BTC hồi năm 2017. Có nghĩa là Raul Paul nghĩ đây chúng ta sẽ thấy cái sự đột phá của Ethereum và có thể dẫn đến là Ether nếu như mà giống như là BTC năm 2017 đó sẽ dẫn đến là Ethereum có thể tăng 3 lần có nghĩa là bây giờ Ether là khoảng 4.000 đô Ethereum có thể lên tới là 12.000 đô trước khi mà chúng ta kết thúc cái mùa tăng trưởng này một điều khác đang thường muốn chia sẻ với các bạn đó đó chính là cái tài liệu liên quan đến cái cuộc bỏ phiếu của Cardano liên quan tới cái Sunday Swap thì một số bạn nói thuận là cuối cùng chúng ta có được bỏ phiếu Và được hưởng cái lợi ích đến từ những cái đồng mà miễn phí phát từ Sunnyswap hay không Thì đáng tiếc là thuận capital đã không được bỏ phiếu thành công Nhưng mà đây là cái danh sách và theo cái comment của nhiều bạn đó Thì nói là trong danh sách 30 đội, 30 cái staking pool đó Mà được hưởng cái đồng swap này đó Thì trong đây là có ít nhất là một đội là của Uh, người Việt Nam và trong uh, 10 đội dự bị này cũng có một đội là của người Việt Nam cho nên ít ra những cái stake pool của Việt Nam thì cũng uh, có mặt trong danh sách này thì cũng chúc mừng những cái uh, đội stake pool nào đã được chọn trong cái cuộc bỏ phiếu này đồng hành cùng chúng ta trong video ngày hôm nay đó đó chính là Coin98 wallet đây là cái ví tiền mã hóa multi-chain cũng như là đa chuỗi đó giúp các bạn có thể lưu trữ coin token trên hơn 30 blockchain khác nhau mà chỉ với một cái pass free duy nhất mà thôi ngay trên cái ví co 98 đó các bạn có thể swap mua bán token một cách nhanh chóng tiện lợi và các bạn còn được tặng điểm thưởng mỗi lần mà các bạn swap các bạn có thể tìm hiểu và tải cái ứng dụng co 98 wallet ngày hôm nay và nhập cái mã giới thiệu để ủng hộ kênh đồng thời các bạn cũng có cơ hội để mà nhận thưởng từ những cái chương trình đặc biệt đến từ coin 98 và đây là tất cả những cái thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những người nào mà chưa có theo dõi Thuận Capital trên những cái mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là Telegram channel, Facebook và Twitter các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Và những người nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi như là các bạn có thể được giảm 20% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance cũng như là được giảm 5% cái phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn FTX và những bạn nào mà muốn nhận những cái bonus để tham gia vào những sàn như là sàn sinh Moon XBT hay là các bạn có thể tìm hiểu bonus đến từ sàn Bybit và hiện bây giờ đó sàn Bybit có một cái bonus đó chính là lên tới tối đa là 3.500 đô khi mà các bạn nạp tiền lần đầu tiên cũng như là các bạn được giảm 10% cái phí giao dịch tháng đầu tiên. Những sàn như là Bybit hay là Moon các bạn có thể bấm vào cái liên màu vàng ở trên màn hình để tìm hiểu rút tính hệ trade miễn phí cũng như là những sàn như là sàn margin FX và nhưng mà nào mà sống ở Hoa Kỳ đây thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như là ứng dụng BlockFi đây là ứng dụng lending có lại các bạn vẫn có thể nhận được bonus lên tới 250 đô và đương nhiên crypto khoan rất nhiều bạn đã quen thuộc rồi đây là cái ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain một lần nữa cảm ơn các bạn dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn